đối với những cái đối tượng ở sau tuổi 30, hoặc là ví dụ như ở những cái tình, ở những cái người mà đang cho em bé sau khi sinh mà đang cho em bé bú, rồi ở trong cái tình trạng ví dụ ở những cái lứa tuổi mà tiền mãn kinh và mãn kinh. Đây là những cái đối tượng mà chúng ta biết rằng là cái suy giảm nội tiết tố estrogen. Nên chúng ta thấy rằng là cái suy giảm nội tiết estrogen thì chúng ta cần phải bổ sung estrogen. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nên lựa chọn các cái cách bổ sung estrogen là bằng cách nào đó cho nó an toàn và nó không có cái tác dụng phụ. Mà chúng ta có thể sử dụng mà có lẽ là cũng không cần theo cái chỉ định của bác sĩ. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái thực phẩm chức năng, mà đặc biệt là chúng ta nên chọn các estrogen từ thảo dược. Nó an toàn, nó không tác dụng phụ thì hoàn toàn chúng ta sử dụng nó yên tâm.